Tổng hợp 27 mẫu tủ giày thông minh tiết kiệm cho không gian ngôi nhà nhỏ của bạn. Tủ giày không chỉ đơn thuần là nơi chứa đựng giày dép mà còn là điểm gây ấn tượng đầu tiên của khách khi bước vào căn nhà. Vì thế mà việc lựa chọn được một chiếc tủ giày thông minh, hiện đại, phù hợp với nội thất của gia đình là một điều hơi khó khăn đúng không nào? Hãy cùng blog Nội thất đẹp tìm hiểu thêm về các loại tủ giày thông minh bằng gỗ để lựa chọn cho gia đình mình một chiếc tủ ưng ý nhất nhé. Tủ giày thông minh là gì? Cấu tạo của tủ giày thông minh. Tủ giày dép thông minh là một sản phẩm mang tính ứng dụng cao cho ngành nội thất với ngoại hình không khác mấy so với tủ giày gỗ truyền thống. Tuy nhiên bên trong nó lại có rất nhiều chức năng đa dạng khác nhau. Với thiết kế không gian chứa giày dép độc đáo, nhiều ngăn, nhiều tầng, có khả năng chứa gấp 3 lần so với các tủ giày dép thông thường. Tủ giày thông minh được xem là món đồ nội thất bảo quản giày dép cực kỳ tốt bởi các tính năng nổi trội mà nó đem lại. Đặc biệt hơn, một tủ giày thông minh có khả năng chứa được gấp 3 lần số lượng giày dép so với tủ đựng giày thông thường cùng diện tích. Không chỉ mang đến không gian sống tiện nghi cho gia đình, mà tủ giày thông minh luôn có nhiều kiểu dáng sang trọng, màu sắc trang nhã, nhiều mẫu vân đá, vân gỗ đẹp mắt, giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho căn hộ của bạn. Tùy vào từng thiết kế khác nhau mà mỗi chiếc tủ giày có cấu tạo bên trong khác nhau, nhưng đa phần chúng đều có cấu tạo bao gồm thiết kế mỗi ngăn tủ lại có thêm 2-3 ngăn nhỏ, giúp tăng thêm sức chứa cũng như phân loại được các loại giày. Thiết kế ngăn tủ cửa lật giúp tận dụng thêm nhiều không gian chứa đồ. Vật liệu dùng làm tủ giày thông minh. Tủ đệm giày có rất nhiều loại được chia theo vật liệu như là gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp. Mỗi loại vật liệu đều có một ưu điểm riêng. Có loại thì ưu tiên tính tiện dụng, có loại tập trung vào độ bền, có loại tập trung vào tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, chúng đều có mục đích chung là tạo ra sản phẩm tốt nhất và tối ưu nhất để đưa đến tay người sử dụng. Gỗ tự nhiên. Gỗ tự nhiên là chất liệu được rất nhiều người ưa chuộng, được sử dụng phổ biến trong thiết kế các sản phẩm nội thất. Gỗ tự nhiên được xem là loại vật liệu mà có giá trị cao trong lĩnh vực nội thất bởi sự mộc mạc và tự nhiên vốn có của nó. Hiện nay thì có rất nhiều loại gỗ tự nhiên khác nhau, mang những đặc điểm riêng và giá trị khác nhau như sau. Tủ giày được làm bằng gỗ tự nhiên cứng cáp và chế tác được rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Sản phẩm làm từ gỗ tự nhiên sẽ có độ bền rất cao do không bị ăn mòn, không bị hỏng trong môi trường ẩm ướt. Gỗ tự nhiên dẻo dai, liên kết chắc chắn nên chịu được sự va đập và dễ uốn nắn trong việc tạo hình, khiến sản phẩm làm từ nó sẽ có nhiều kiểu dáng và hình thù độc đáo. Gỗ công nghiệp. Những thiết kế tủ giày thông minh làm từ gỗ công nghiệp hiện nay thì được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi chúng có biến tấu thành kiểu dáng đa dạng, đi kèm với rất nhiều màu sắc bắt mắt. Gỗ công nghiệp là loại gỗ sử dụng keo hay là hóa chất kết hợp với gỗ vụn để làm ra tấm gỗ. Nó có thể sơn nhiều màu để tạo được sự đa dạng về màu sắc, dễ tạo dáng, cong cho các sản phẩm cầu kỳ, thiết kế độc đáo. Nhìn chung khi ta sử dụng gỗ công nghiệp làm tủ giày dép có những ưu điểm như sau. Tủ giày sẽ không bị cong vênh, co ngót hay là mối mọt như gỗ tự nhiên. Dễ dàng sơn lên bề mặt hoặc dán các chất liệu khác lên trên như là veneer, laminate, melamine. Giá thành rẻ hơn gỗ tự nhiên, có nhiều sự lựa chọn về mẫu mã, màu sắc hơn. Một số mẫu tủ giày thông minh mới nhất năm 2021. Với sự phát triển thiết kế nội thất, các mẫu tủ giày thông minh ngày càng đa dạng về chủng loại, mẫu mã, đi cùng với đó là sự lựa chọn của khách hàng cũng phong phú hơn rất nhiều. Nếu bạn vẫn đang phân vân không biết nên chọn mẫu thiết kế tủ giày thông minh để phù hợp với không gian nhà mình, thì sau đây blog Nội thất đẹp sẽ gửi đến các bạn một số mẫu tủ giày thông minh đẹp và hiện đại để các bạn cùng tham khảo nhé. Blog Nội thất đẹp đã đưa ra cho bạn ở phía trên, hy vọng giúp bạn lựa chọn được cho gia đình mình một chiếc tủ giày ưng ý nhất. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này, đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.